bánh cốm nguyên ninh, thơm ngon tinh khiết như của bạn. Của bạn. Mọi tình yêu nên như bánh cốm nguyên ninh. Trời, trời, chị à em luôn đấy. Chào em. Dạ, em chào anh. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng diễn xuất trước ống kính. Xin mời. Bánh cốm nguyên ninh, thơm ngon tinh khiết như người yêu cũ của bạn. Người yêu cũ hả? Có kịp nghe không? Thơm ngon như người yêu cũ, thơm ngon tinh khiết như người yêu cũ. Nói thêm gì đi. Nhai đâu nói được. Mọi tình yêu nên bền chặt như bánh cốm nguyên ninh. Trông mặt buồn lắm em ạ, bánh cốm trông mặt buồn. Ai phát âm vậy hả? Người ta cần quảng cáo mà. Ăn trong nước mắt hay gì? Được rồi, đám cưới này là quá đủ rồi. Dạ. À, chị Vũ Tư Phương. Thôi. Chị thế nào ạ? Chị à em luôn đấy. Em cũng không nghĩ sao nghe được mấy hai câu thoại nữa lắm. Thơm ngon tinh khiết như người yêu cũ luôn à? Em ra là thơm ngon tinh khiết như người yêu cũ là vấn đề là ở đâu nè? Dạ. Tại cái trước đây em... Không. Dạ em đã có người yêu không? Dạ lâu rồi, khoảng 7-8 năm nay em chưa có người yêu. Thế thì mới dám nói thế chứ bây giờ mà đã có người yêu. Nói thế là xong rồi, tan hoang cửa nhà. Thôi cảm ơn em đã cố gắng thể hiện và về tập nhiều lên nha. Dạ vâng, cảm ơn. Và cảm ơn Nguyên, hẹn gặp lại em. Vâng, cảm ơn. Cảm ơn. Nhưng mà tại sao người yêu cũ lại không quan tâm tinh khiết được? 7 năm rồi. Trời.